Bác sĩ Đỗ Quốc Huy ạ. Vâng, xin kính chào các thầy cô trong đoàn và xin chào toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tiếp theo cái báo cáo của giáo sư Kính về quá tải dịch truyền, tôi xin phép được báo cáo đề tài mang tính tổng quan về một trong vấn đề thường rất khá thường gặp hiện nay về hồi sức cấp cứu và vấn đề quá tải, vấn đề ngộ độc và quá liều oxy. Thưa các quý vị đồng nghiệp, chúng ta vẫn biết rằng là oxy quyết định đến sự sống của con người. Trong hồi sức cấp cứu thì oxy là một trong những loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất để điều trị các bệnh nặng và bệnh cấp cứu. Để đảm bảo cho oxy, liệu pháp oxy trong quá trình thở máy, trong quá trình gây mê, trong quá trình hồi sức thường gặp là tình trạng vượt quá mức sinh lý cho phép, nên là tình trạng tăng oxy quá mức khá thường gặp. Cái khái niệm độc tính oxy được biết đến từ cuối thế kỷ thứ 19, nhưng phải đến gần một thế kỷ sau thì những tác động của chứng tăng oxy này mới được quan tâm đến, mới được nghiên cứu ngày càng nhiều, và bước đầu đã chỉ ra được tăng oxy máu có thể gây hại. Cái tác động có hại của chứng tăng oxy máu ở cấp độ tế bào, chúng ta có thể hiểu, có thể biểu hiện như là co mạch, tăng viêm hoặc là tạo thành các loại oxy phản ứng hay còn gọi là các oxy gốc tự do, và gây ra những tổn thương ở trong hệ tim mạch, ở thần kinh trung ương, ở phổi, vân vân. Trên lâm sàng thì các hướng dẫn về sử dụng về oxy an toàn và hiệu quả thì còn rất hạn chế trên cả thế giới, và hầu hết các nhân viên y tế vẫn chưa nhận thức được tác động tiêu cực của oxy. Phần lớn chỉ thấy là oxy là có lợi, oxy là dưỡng khí, oxy là được tốt lành. Thì rất cần có thêm các nghiên cứu thêm về mức oxy tối ưu trong các tình trạng bệnh lý khác nhau, cũng như là hướng dẫn lâm sàng về cách bổ sung, theo dõi oxy hóa máu, và đặc biệt là điều chỉnh oxy ở mức an toàn, tránh quá liều oxy. Đây là vấn đề cấp thiết đang rất được quan tâm. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, đầu tiên tôi xin phép được nói về vài nét tổng quan về mục tiêu của liệu pháp oxy. Thì trên thực tế lâm sàng hiện nay, oxy để mà tiến hành oxy liệu pháp cho các bệnh nhân trong khoa lĩnh vực hồi sức cấp cứu thường có bốn cái chiến lược, bốn cái mục tiêu chính dùng cho bốn tình huống khác nhau. Trong đó cái mục tiêu hàng đầu và đó là cho càng nhiều oxy càng tốt. Thì cái mục tiêu này hiện nay rất ít được khuyến cáo, cái chiến lược này cho hiện nay chưa được kiểm chứng và không được thường xuyên dùng trong lĩnh vực hồi sức, và rất ít những bệnh nhân được khuyến cáo được dùng trong lĩnh vực này. Chiến lược thứ hai thì được quan tâm nhiều hơn, đó là cho phép và khuyến cáo mọi người dùng oxy ở mức độ tăng vừa phải, tăng một chút, tức là giữ áp lực thành phần oxy trong máu động mạch vào khoảng 80-110 mét thủy ngân. Thì cái chiến lược này được khuyến cáo sử dụng nhiều nhất, phổ biến nhất, và được áp dụng rộng rãi, được chứng minh là có lợi, và sử dụng chủ yếu cho những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn, những bệnh nhân bị bệnh tổn thương não cấp và các trạng thái sốc. Cái nhóm thứ hai, chiến lược thứ hai mà được khuyến cáo, và chiến lược thứ ba trong quan hệ oxy đấy, là giữ cho oxy ở mức độ tăng nhẹ hoặc là ít tăng, oxy ở mức khoảng 60-80 mét thủy ngân áp được thành phần của oxy. Thì chiến lược này cũng đã được kiểm chứng và đã được sử dụng khá thường xuyên trong lâm sàng, thường dùng cho những bệnh nhân mà có bệnh não cho giảm oxy. Còn cái chiến lược mà không dùng oxy, giữ cho oxy dưới 60 mét thủy ngân thì cái chiến lược này ít được dùng và không được dùng và không được khuyến cáo. Tiếp theo tôi xin nói về tổng quan về tăng oxy máu. Bổ sung oxy tức là cho bệnh nhân thở oxy, tức là đưa nồng độ oxy trong khí thở vào lớn hơn 21% thì có thể gây ra tình trạng tăng oxy máu. Tăng oxy máu được định nghĩa là oxy vượt quá áp lực dương vật của oxy trong máu động mạch vượt quá 120 mm thủy ngân. Đây là một cái giới hạn mang hết tương đối và tùy theo các tác giả. Phần lớn các tác giả thế giới đều giữ ở mức thống nhất ở mức 100-120 mm thủy ngân. Và trong đó phần lớn được chia thành ba loại, ba mức độ nhẹ, vừa và nặng, tương xứng với các mức độ riêng của nó. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái giới hạn được gọi là tăng oxy máu nặng, được biết đến nhiều nhất là khi áp lực dương vật của oxy trong máu động mạch vượt quá 300 mm thủy ngân, là giới hạn
có thể gây hại và được nhiều người cả công nhận nhất. Và được những nghiên cứu gần đây ghi nhận là nếu để cho áp lực dương phần oxy trong máu động mạch vượt quá 300 mmHg thì có thể gây hại đặc biệt rõ ràng. Còn tình trạng tăng oxy mô hay còn gọi là hyperoxia là cái tình trạng này chúng ta cũng được biết đến. Tuy nhiên thật đáng tiếc là trên thực tế lâm sàng hiện nay chúng ta vẫn chưa có biết các biện pháp nào có thể đo lường được cái oxy trong mô. Thế nên như vậy là chúng ta chỉ là giữ được khái niệm. Chính việc tăng oxy trong mô mới là tác nhân chính tạo ra sinh ra các oxy gốc tự do là các ROS và oxy phản ứng. Tiếp theo một cái ý rất là quan trọng mà phần lớn các bạn đồng nghiệp chúng ta không để ý đến, đó là với cái mức độ bão hòa oxy trong máu ở mao mạch là SpO2 vào khoảng 100%, thì tương xứng với mức này áp lực dương phần của oxy trong máu động mạch có thể là bình thường nhưng thậm chí có thể rất cao, có thể là 80 mmHg, 90 mmHg, nhưng mà có thể lên đến 300, thậm chí là 400 mmHg, nhưng mà SpO2 vẫn đo được là chỉ 100% thôi. Chính vậy mà cái công cụ mà chúng ta rất thường dùng trên lâm sàng hiện nay là đo oxy ở mao mạch ở ngón tay đó, thiết bị rất là rẻ tiền và hữu ích. Trong đợt Covid vừa rồi chúng ta vẫn dùng đó thì hoàn toàn không có tác dụng để phát hiện hoặc để đo lường phát hiện ra được tình trạng tăng oxy máu. Tăng oxy máu có thể không dễ dàng phát hiện được bằng các máy đo SpO2. Chính vì vậy mà chúng ta khuyến cáo để tránh tình trạng tăng oxy máu thì tất cả các nhà thế giới khuyến cáo là chúng ta không nên để cho SpO2 bằng gần sát với mức 100%, mà thường để thấp hơn một chút để giảm nguy cơ tăng oxy máu ngoài mong muốn. Vâng, nói về tác hại của tăng oxy máu thì chúng ta vẫn biết là oxy thường tồn tại dưới dạng phân tử có hai nguyên tử, chúng liên kết với nhau thông qua các liên kết đơn để lại hai electron chưa kết cặp, và oxy thực hiện các hoạt động của mình thông qua các electron chưa kết cặp này hoạt động như là các gốc tự do, sinh ra cái oxy phản ứng ROS là các phân tử phản ứng thậm chí còn mạnh hơn và được hình thành thông qua các khả năng tiếp nhận điện tử của oxy, ví dụ như là các superoxide hoặc là peroxide hoặc là hydroxide anion hay còn gọi là oxy gốc tự do. ROS là các phân tử linh hoạt để điều chỉnh đường dẫn tín hiệu nội vào và bảo vệ vật chủ, là nó có ích nhưng nó cũng có thể gây ra những tổn thương mô và những rối loạn chức năng tạng và các bệnh lý lâm sàng. Và oxy chúng ta biết rằng tự nó không độc hại, mà chính ROS là một sản phẩm phụ không mong muốn trong quá trình tổng hợp ATP trong ti thể đó, trong quá trình chuyển hóa tế bào hữu khí thì nó lại ROS mới là độc hại, chứ còn oxy vốn không độc hại. Bình thường ROS được hình thành trong một chuỗi vận chuyển điện tử trong quá trình vận chuyển proton qua màng trong ti thể, nhưng mà ROS cũng có thể được tạo ra để đáp ứng với các kích thích ngoại sinh như là vi khuẩn, như cytokine hoặc là synobiotic. Cái ROS nó chính là nguồn cơn của mọi tác hại liên quan đến tăng oxy quá mức. Vâng, đây là cái sơ đồ biểu diễn tác hại của ROS. Chúng ta cho người bệnh thở oxy là tức là đưa SpO2 lớn hơn 21% có thể gây nên tình trạng tăng oxy máu hoặc là tăng oxy mô và tạo sinh ra ROS. Và chính ROS này nó tạo ra số lượng lớn vượt quá cái ngưỡng sinh lý, ngưỡng chịu đựng thì có thể gây ra những tổn hại, một loạt các tổn hại, ví dụ như là tăng oxy gốc tự do, giảm cái độ nhạy cảm của nitơ dẫn đến tình trạng co mạch và giảm tươi máu mô, rồi gây ra tình trạng gia tăng các gốc tự do làm nitrostatic stress tăng lên cao, tổn thương các biểu mô của phế quản, giảm cái sự bảo vệ của phế nang, gây đến tổn thương phế nang lan tỏa và tăng quá trình đáp ứng viêm và bất thường về gây ra những bất thường về DNA. Vâng, đây là một trong hình ảnh nổi tiếng nhất năm gần đây nói lên là chúng ta cho bệnh nhân thở oxy có thể gây ra một loạt các tác hại thông qua ROS và thông qua cái gốc oxy gốc tự do đó, và làm mất cân bằng giữa oxida và antioxida và dẫn đến rối loạn toàn vẹn của tế bào và gây ra chết tế bào và cái tăng đáp ứng viêm. Và từ cái gốc oxy gốc tự do này nó gây nên một loạt các tác hại ở trên phổi, ở trên tim, ở trên thần kinh trung ương, ở thận, ở trong mạch máu và ở mắt.
Vâng, cũng giống như là cái sơ đồ quá tải dịch của thầy giáo sư Kính trình bày trước, thì biểu thị mối liên hệ giữa áp lực dương phần của oxy trong máu động mạch với cái tiên lượng, cái kết cục của người bệnh, thì chúng ta để cho bệnh nhân tình trạng oxy giảm rất thấp cũng nguy hiểm, với những oxy tăng quá cao vượt quá 350 cũng nguy hiểm, là gây những tổn thương. Tốt nhất là giữ oxy ở mức vừa phải. Mức vừa phải là bao nhiêu thì thật đáng tiếc đến giờ phút này vẫn còn rất nhiều tranh cãi, và tùy theo mình đang bệnh lý mà chúng ta quyết định mức chọn mức oxy vừa phải là bao nhiêu. Và đây cũng vậy, đây là một hình ảnh nói lên được cái mình là cơ chế tổn thương của tình trạng tăng oxy máu, tăng oxy mô, giảm oxy mô cũng nguy hiểm, tăng oxy mô cũng nguy hiểm, tốt nhất là giữ oxy mức vừa phải. Đây là tác động của tình trạng tăng oxy máu ở trên phổi. Tăng oxy máu trên phổi được biết đến thường khi mà nồng độ oxy trong khí thở vào FiO2 chúng ta vượt quá 50%, thì bắt đầu xuất hiện cái tình trạng tổn hại phổi do oxy. Đây là một khái niệm rất mới, khái niệm HALI, hay gọi là hyperoxysis acute lung injury, là tổn thương phổi liên quan đến tăng oxy máu và liên quan đến ROS, chủ yếu là ROS mất cân bằng giữa các chất oxy hóa và oxy hóa khởi, dẫn tổn thương các màng sơ vắc tăng và tăng tinh thấm của phế nang, tăng ngoại tiết các cytokine bất lợi, hoạt hóa các hệ thống này, đặc biệt hoạt hóa hệ thống rối loạn đông máu và gây tổn thương, một loạt các tổn thương ngắn hạn và dài hạn đến ở trên phổi. Nhưng những năm gần đây là được quan tâm đến rất nhiều. Anh chị và các bạn đồng nghiệp, hậu quả của quá liều oxy ở trên não cũng vậy, được biết đến là cũng thông qua ROS, là khi mà được ghi nhận, phần lớn là ghi nhận là khi áp lực dương phần của oxy trong máu động mạch lớn hơn 150 mét thủy ngân và oxy có thể tăng lên, trong khi việc cung cấp oxy tới máu lại giảm xuống. Việc tăng oxy trong máu có thể gây ra tổn thương ở tim, ở cái co mạch, và thông qua cái oxy gốc tự do này tăng đáp ứng viêm và giảm cái chuyển hóa gluco ở não, và cuối cùng gây tổn thương, gây ra giảm tế bào não và rối loạn, giảm cái phân phối oxy ở não và gây tổn thương tế bào. Đối với tim mạch và toàn thân cũng vậy, chính tăng oxy máu dẫn đến tình trạng co mạch và tổn thương các lớp nội mạc, và gây ra tình trạng tổn thương trực tiếp đến các tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào phổi, và đối với tim có thể gây ra giảm cung đường tim và tăng sức cản hệ thống. Một trong những tình trạng mà chúng ta cần phải dùng oxy nhiều nhất là sau cấp cứu bệnh nhân ngưng tim. Khi cấp cứu bệnh nhân ngưng tim, chúng ta có xu hướng là cho bệnh nhân thở oxy 100% và hay gây ra tình trạng là tăng oxy máu nhiều nhất. Thì do sự khi mà cho duy trì gây ra tình trạng tăng oxy máu dẫn đến tình trạng co mạch liên quan đến giải phóng rất nhiều các cốc oxy tự do và có thể đặc biệt có hại sau khi ngừng tim. Những dữ liệu thực nghiệm và quan sát đã đưa ra những kết quả rất trái ngược nhau về tác động của tình trạng tăng oxy máu trong cái tình huống sau ngừng tim này. Trong những nghiên cứu hồi cứu, dữ liệu từ hơn 6.000 bệnh nhân sau ngừng tim được đưa vào khoa ICU tại hơn 120 bệnh viện ở Mỹ từ năm 2001 đến 2005 cho thấy rằng là những bệnh nhân mà có áp lực dương phần của oxy trong máu động mạch lớn hơn 300 mL thủy ngân khi nhập khoa ICU đo lường thì có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể so với những bệnh nhân có oxy bình thường hoặc là thiếu oxy trong cái thời điểm mà nhập khoa ICU. Khi cấp cứu bệnh nhân ngừng tim vào thì khi bệnh nhân có mức oxy máu cao thì có tỷ lệ tử vong cao hơn. Đây là điều rất đặc biệt. Và trong một phân tích đa biến, tình trạng tăng oxy máu đó là một cái yếu tố dự đoán độc lập về tỷ lệ tử vong trong bệnh viện. Những bệnh nhân mà có PaO2 vượt quá 300 mL thủy ngân thì có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong sau ngừng tim. Trong khi tình trạng tăng oxy máu vừa phải ở mức 101 đến 299 thì không có hiện tượng này. Trong một đoàn hệ hồi cứu thì những bệnh nhân được tiếp cận oxy bảo tồn sau ngừng tim có mục tiêu SpO2 từ 88 đến 92% thì có thời gian nằm ở khoa ICU ngắn hơn, mặc dù không có sự khác biệt về kết cục thần kinh. Rõ ràng là duy trì áp lực dương phần của oxy trong máu động mạch ở mức quá cao thì có hại, và nếu ở vừa phải thì ít có hại hơn. Ảnh hưởng của tăng oxy máu sau bệnh nhân nhồi máu cơ tim cũng được ghi nhận nhiều nhất, được quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất. Chính vì vậy mà những khuyến cáo gần đây của Hiệp hội Tim mạch của thế giới đều ghi nhận là chúng ta hạn chế thở oxy cho những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim.
Trong những thử nghiệm đa trung tâm được tiến hành trên 441 bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST sinh lên, thì những bệnh nhân có SpO2 94% được chọn ngẫu nhiên để nhận 8 lít oxy phút hoặc là không nhận oxy bổ sung từ khi nhân viên y tế đến cho đến khi chuyển đến ICU, thì bệnh nhân được điều trị bằng oxy, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát tăng tần suất rối loạn nhịp tim và tăng kích thước vùng nhồi máu cơ tim sau 6 tháng trên hình ảnh của MRI tim. Đây là một cái nghiên cứu rất quan trọng mà chỉ ra rằng là việc thở cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim thở oxy là một điều cần hết sức hạn chế và thận trọng. Những kết quả này không ủng hộ việc sử dụng oxy bổ sung thường quy sau khi ngừng tim hoặc sau nhồi máu cơ tim. Ảnh hưởng của tăng oxy máu sau chấn thương sọ não cũng được quan tâm đến nhiều, được biết đến nhiều. Trong nghiên cứu hồi cứu ở hơn 3.000 bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, thì tình trạng thiếu oxy máu và tăng oxy máu nghiêm trọng, tức là áp lực tim phần oxy vượt quá 487 ml/ngân sau khi nhập viện, đều dẫn đến những kết quả tồi tệ hơn, và giá trị PO2 là 110 đến 187 thì được coi là tối ưu trong nghiên cứu này. Đây là tùy theo nghiên cứu thì tác giả. Một nghiên cứu hồi cứu ở hơn 1.500 bệnh nhân bị chấn thương sọ não thì ở cả hai mức độ mà áp lực dương phần oxy khi nhập viện thấp và cao đều liên quan độc lập đến kết quả tồi tệ hơn, thấp quá cũng chết mà cao quá cũng chết. Một nghiên cứu dài hạn về bệnh nhân sau chấn thương sọ não thì mặc dù có một liên quan đáng kể giữa tăng oxy máu và giảm nguy cơ tử vong trong 6 tháng trong vấn đơn biến, nhưng mà trong những phân tích đa biến thì tăng oxy máu không liên quan đến kết quả. Thì kết quả về tăng oxy máu đối với chấn thương sọ não nói chung vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Còn ảnh hưởng của tăng oxy máu sau đột quỵ thì những bằng chứng về nghiên cứu bệnh nhân đột quỵ thì cũng khá mâu thuẫn. Đây là theo Lang và tác giả một công sự thì báo cáo không có ảnh hưởng đến kết cục thần kinh sau 3 tháng hoặc tỷ lệ tử vong do tăng oxy vừa phải trong 24 giờ đầu tiên sau nhập viện ICU bệnh nhân xuất huyết não dưới nhện. Hoặc Giang và cộng sự thì báo cáo tương tự như vậy, không có mối liên quan giữa oxy trong máu xấu trong 24 giờ đầu tiên sau khi nhập ICU và bệnh nhân tử vong đột quỵ do thiếu máu của cấp tính. Thế tuy nhiên các nghiên cứu quan sát khác thì báo cáo là những tác động bất lợi đối với kết quả ngắn hạn và dài hạn của nhóm bệnh nhân đột quỵ khác nhau. Một nghiên cứu thí điểm so sánh việc bổ sung oxy trong 72 giờ qua sông mũi với khí phòng và 28 ở 289 bệnh nhân thì bị đột quỵ cấp đã có một sự cải thiện nhỏ và phục hồi thần kinh sau một tuần, nhưng lại không có sự khác biệt đáng kể ở những nhóm sau 6 tháng. Tức là ảnh hưởng của tăng oxy máu đối với bệnh nhân đột quỵ vẫn còn rất khác nhau và ở trên có các nhiều nghiên cứu. Thưa chị các bạn, tác động của oxy máu trên tỷ lệ tử vong thì tỷ lệ oxy cao trong khí hít vào của máu động mạch có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân thở máy. Đây là phần lớn các tác giả trên nghiên cứu giới đều kết luận như vậy. Phân tích dữ liệu ở 10 cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng tại các bệnh viện thuộc nhóm thuộc hệ thống nghiên cứu về AIDS cho thấy rằng là lượng oxy dư thừa được định nghĩa là nồng độ oxy trong khí hít vào là vượt quá 50% thì hoặc là PO2 vượt quá 80 ml/ngân thì làm tăng tỷ lệ tử vong tùy theo liều lượng. Càng tăng nhiều thì càng có tỷ lệ tử vong càng cao. Tỷ lệ oxy tăng máu dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong ở trong xuất hiện trong rất nhiều nghiên cứu được biết đến trong những năm gần đây. Và tác động của oxy, của tăng oxy trong máu trên bệnh nhân tử vong ở những bệnh nhân sốc cũng vậy. Ảnh hưởng của tăng oxy máu ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng thì nếu mà chúng ta để FiO2 bằng 100% trong 24 giờ đầu tiên sau khi ổn định huyết động ban đầu làm tăng tỷ lệ tử vong vào khoảng 28 ngày 28 và ngày 90, mặc dù những bệnh nhân này có chỉ số SOFA thấp hơn đáng kể vào ngày thứ 7. Cho thở oxy vào ngày thứ 7 thì bệnh nhân có tiến bộ trước, nhưng mà sau đó vào ngày thứ 28 và ngày 90 tỷ lệ tử vong tăng cao hơn đáng kể. Đây là nghiên cứu nổi tiếng nhất trong năm gần đây, đó là IPS2. Tác động của việc tăng oxy máu trên bệnh nhân trên tỷ lệ tử vong thì một số nghiên cứu lâm sàng gần đây về nguy cơ tăng oxy máu sau ngừng tim hoặc sau nhồi máu cơ tim trong chấn thương sọ não, đột quỵ và nhiễm trùng huyết ở bệnh nhân hỗn hợp, thì những nghiên cứu về đều kết luận là tăng oxy máu ảnh hưởng đã liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong đáng kể. Đây là nghiên cứu về tác động của oxy máu với tăng tỷ lệ tử vong. Vấn đề
tác động của tăng oxy máu đối với nguy cơ nhiễm khuẩn, thì những nghiên cứu gần đây chứng minh rằng trong các mô hình của chuột và kể cả trên người, nhóm người bệnh nặng thì tiếp xúc với tình trạng tăng oxy máu, tức là FEV2 tăng cao thì có liên quan đến những thay đổi trong hệ vi sinh vật của phổi, tăng bất thường các vi sinh vật ở phổi, cư trú những vi sinh vật trong cư trong phổi, và sự thay đổi này đã xảy ra trước sự phát triển của tổn thương phổi, dẫn đến việc tăng lựa chọn các vi khuẩn chịu được oxy như là tụ cầu vàng. Đây là một những nghiên cứu mà phát hiện thấy bất thường cho bệnh nhân thở oxy nhiều là có hại, có dễ là nhiễm trùng bệnh viện. Tác động của oxy máu những đối với bệnh nhân ECMO cũng vậy, nồng độ oxy trong máu cao trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ban đầu bằng VA ECMO thì có thể có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn trong 28 ngày theo các nghiên cứu kết quả gần đây của năm 2022 này, thì là cho thấy là nồng độ oxy máu tăng cao trong quá trình này có làm tăng tỷ lệ tử vong. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, qua điểm báo chúng ta thấy rằng là trong nhiều năm qua thì chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến tác động của quá liều oxy. Chúng ta có nhiều bằng chứng cho thấy rằng là mối liên quan giữa tình trạng tăng oxy máu và tỷ lệ tử vong tăng cao, đặc biệt ở những bệnh nhân mới bị ngừng tim, đột quỵ, chấn thương sọ não và nhiễm sốt nhiễm khuẩn. Xu hướng tiếp cận oxy hóa thận trọng hơn và cần cá thể hóa nhằm duy trì các mục tiêu oxy ở mức FEV2 ở mức xung quanh mức 95-97%. Và chúng ta cần nghiên cứu tiếp tục xác định mức áp lực dương phần oxy trong máu tối ưu đối với từng tình trạng bệnh lý khác nhau, và cần theo dõi oxy hóa máu. Đây là vấn đề rất quan trọng trong thực tế hiện nay, là chưa quan tâm đã bổ sung oxy nhưng mà chưa theo dõi quá trình oxy hóa máu như thế nào, và để điều chỉnh giữ mức an toàn, tránh cả tình trạng tăng oxy máu cũng như thiếu oxy máu đều cần phải tránh. Tôi xin cảm ơn sự chú ý của anh chị và các bạn đồng nghiệp.